Assignment có làm bài báo cáo không Có em. thầy? Bài Mình báo lấy cáo. mấy cái bài lab làm báo cáo Bài báo cáo assignment dễ lắm. Bài báo cáo assignment nó chỉ có là đây nè, cái mẫu nè. Thực ra cái mẫu nó cũng có sẵn hết trơn rồi. Mẫu cũng có sẵn hết rồi. Bây giờ ở chỗ này nè. Ví dụ như là mô tả bài toán. Thì bài toán của mình mục đích làm gì mình ghi ra. Tức là cái này nó giống như đi ngược á, hiểu không? Bài này giống như đi ngược á, tức là bình thường là bạn đi khảo sát bài toán của khách hàng rồi bạn về bạn mới phân tích bạn làm. Được chưa? Còn cái này á là coi như đề nó yêu cầu rồi đó. Thì bây giờ theo bạn á là nếu như mà cái yêu cầu ban đầu là cái gì? Là mô tả lại bài toán đó. Rồi cái thứ hai là phác họa menu mà mình sẽ tạo ra bằng C. Mà đừng có chà dứa. Mà cái menu này mình có thể vẽ bằng Word, mình có thể vẽ bằng Ben, mình có thể vẽ bằng Photoshop, mình có thể làm một cái gì đó để mà cho người ta thấy, sau khi tôi về tôi viết, anh sẽ có cái menu giống như thế này nè, gọi là phác họa. mình chụp lại được không thầy? Chụp lại á hả? Chụp cái chạy nữa thôi. Thực ra chụp lại là tí nữa nó có chỗ này rồi, kết quả. Đó, chụp lại là nó nằm ở cái chỗ kết quả rồi. Không? Kết quả anh làm cái menu ra làm sao đó. Rồi còn cái này là nó kết luận luôn cho cái phần mà assignment pha 2 luôn đó nha. Assignment 2 là gì? Assignment 2 là chương trình tính số nguyên, là kiểm tra số nguyên là như thế nào nè, cái chỗ mà chức năng này nó bị thiếu nè, cái assignment nó sẽ còn cái gì nữa mấy đứa? Kiểm tra số nguyên, rồi kiểm tra số Ba nguyên yêu cầu số, luôn á. kiểm tra chiều chính phương. Cái số yêu cầu 1 là nó có 3 yêu cầu nhỏ. Yêu cầu 1 nè. Nó có 3 yêu cầu nhỏ. Như vậy trong 3 yêu cầu nhỏ này các bạn làm một cái menu con được không? Được. Được ha. Cứ chọn chức năng 1. Thì trong chức năng 1 hỏi tiếp là kiểm tra số nguyên hay là kiểm tra số nguyên tố hay là kiểm tra số chính phương, là mình có cái menu nhỏ bên trong là 3 lựa chọn. Đó, chức năng của chúng ta là vậy. Ủa thầy, cái bài 1 đấy cần bấm bấm nhập số và phát bấm ra ba cái đó luôn được không thầy? Thực ra thì cũng được nhưng mà nó sẽ không hay. Thì tất nhiên nếu là số nguyên thì là có thể là số nguyên tố, cũng có thể là số chính phương. Nếu bấm là số nguyên tố thì không thể là số chính phương, mà số chính phương thì không thể là số nguyên tố. Ví dụ như vậy thì bạn bạn có thể xuất ra một lúc ba cái luôn cũng được, bấm vô một cái N thì nó kiểm tra ba cái nó xuất ra luôn. Còn nếu mà bạn làm nó tốt hơn tí thì bạn sẽ làm là ra một cái menu con. Ừ. Mấy cái này nếu mà mình biết code thì mình control nó dễ mà. Thầy nói lại cái vụ cái phần 2 này, cái Ừ. phần 2 phần 1 thầy. Cái nào? Cái assignment cái phần 1 á. Phần 1. Phần 1 thì ở đây mình chỉ là đưa ra mô tả bài toán là theo cách mình hiểu. Là theo cách mình hiểu là ví dụ như là bài toán này mục đích là để làm gì? Vậy Đó. là mình có cần phải nói thực tế hay là gì không? Hay là chỉ cần Không nói không, cái này đâu có thực tế đâu. là Cái này chỉ mình mô tả lại cái bài toán mà. Rồi, cái thứ hai là cái phác họa menu này mình có thể dùng Word, mình có thể dùng Excel, mình có thể dùng cái gì đó bất kỳ mà mình mô tả. À tí nữa mình sẽ làm ra được cái menu giống như là bây giờ cái giai đoạn của các bạn là các bạn đi làm việc với khách hàng. Không? Sau khi mà khách hàng yêu cầu ABCD gì đó thì bạn sẽ viết mô tả. Chỗ này là bạn sẽ viết mô tả. Mô tả bài toán. Bạn sẽ viết mô tả bài toán. Bạn viết mô tả xong thì bạn sẽ xuống đây, bạn phải phác họa. Phác họa. phát họa trực tiếp vô hoặc giống vậy luôn luôn thầy. Đúng rồi, phác họa vô. Như vậy ở chỗ này phác họa thì bạn sẽ nói với khách hàng á, tí tôi sẽ cái này là không phải là ghi vô đây là tôi sẽ nha, tôi sẽ viết chương trình có dạng như thế này.
Đó, thường là các bạn đi gặp khách hàng thì các bạn sẽ múa may trên cái tờ giấy A4, bạn lấy bút bạn vẽ 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 ra, bạn nói rồi ok, tôi sẽ phác họa cái chức năng hoặc là phác họa cái chương trình của anh là giao diện nó như thế này, logo nằm bên này, hoặc là nhất là các bạn đi 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 làm web á, logo nằm bên này, slogan nằm ở đây, rồi banner như thế này, rồi kích thước của banner ngang, banner dọc, banner đứng như thế nào, rồi men như thế nào, bạn vẽ ra thì chúng ta gọi là phác họa. Được chưa? Rồi xây dựng chương trình thì cái này là người ta để chuẩn bị cho cái gì ta? Cái assignment 2 á. Cái assignment 2 thì chỗ này bạn sẽ đưa cái code của cái I1 vô đây nè. Chỗ này bạn sẽ đưa code của I2 vô đây nè. Hiểu không? Là chợ là có nguyên code vô luôn hả thầy? Đúng rồi. Code của I1, code của I2. Báo cáo của assignment 2 á. Chứ không phải là xem mình một, xem mình hai á, giai đoạn 2 á. À, vậy là đợt một là mình chưa cần phải làm cái Chưa, chỗ. đợt một này thì cái phần 3 La Mã chưa làm. Trời, em tưởng làm có làm hết cái em viết hết rồi luôn rồi. Biết hết quá giỏi rồi, có gì đâu. Được, vậy là Dành đợt từ. một mình chỉ cần nộp cái menu xong rồi cái một hai là được luôn này. Đúng rồi. Còn bạn viết hết thì bạn cứ nộp hết, đâu có sao đâu. Rồi, Rồi. thế nộp hết rồi đợt sau có cần nộp Nộp chứ. Tại lại vì trên hệ thống người ta yêu cầu là phải có mà. không Yêu này? cầu là phải. Vậy là bài assignment 2 em chỉ cần copy cái file của assignment 1 xem đổi tên là được rồi thầy. Ừ, nếu mà em làm chăm chút đầy đủ hết tất cả mọi cái mục này. Đây là code của chức năng 1, code chức năng 2. Rồi kết quả thì bạn cũng copy cái menu này xuống. Bạn cho là chức năng 1 thì ra kết quả gì, kết quả gì, kết quả gì. Input output đúng rồi. Ừ. Rồi kết luận là sau khi làm được bài assignment này thì mình đã học hỏi được gì, kinh nghiệm được gì, chưa có mạnh cái gì, giống như là một bài luận gì đó.